Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với RTK Media. Mọi người còn nhớ mình không? Chắc là nhớ chứ nhỉ? Nhưng mà tiếc quá, hôm nay mình sẽ không phải là người thu âm chính cho clip này, mà sẽ nhường lại cho Kiên. Cho nên là bye bye. Chào mừng các bạn đã tới với RTK Media. Trước đây, nhóm chúng mình đã gửi tới các bạn bài review về Kamen Rider 4Z, một series rất hay và nhẹ nhàng về chủ đề khoa học kỹ thuật, học đường và tuổi trẻ. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ tiếp tục đem tới cho các bạn bài review về một series tokusatsu khác cũng gắn liền với chủ đề này và cũng thú vị không kém, đó chính là Denji Sentai Mega Ranger. Chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn nhé! Denji Sentai Mega Ranger. Đầu tiên, như thường lệ, vẫn sẽ là một vài thông tin cơ bản nhất xoay quanh bộ phim này. Denji Sentai Mega Ranger hay Chiến đội điện tử Mega Ranger là bộ Super Sentai thứ 21, gồm 51 tập, sản xuất bởi Toei, phát triển bởi Junki Takegami, đạo diễn bởi Takao Nagaishi. Phim được chiếu trên kênh TV Asahi từ ngày 14 tháng 2 năm 1997 đến ngày 15 tháng 2 năm 1998. Giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu sơ qua cốt truyện của phim nhé. INET, viết tắt của International Network of Excel Science and Technology, mạng quốc tế về khoa học kỹ thuật tân tiến, là tổ chức đứng đầu thành lập nên nhóm chiến đội Mega Ranger. Họ bố trí những máy chơi game giả lập Mega Ranger để tìm ra nhân tố phù hợp trở thành một chiến binh. Date Kenta, một học sinh trung học của trường Moroboshi, nhà vô địch của tựa game đối kháng này, đã được tổ chức nhắm tới để trở thành Mega Ranger. Cùng vào thời điểm đó, bốn bạn học cùng lớp của Kenta thuộc câu lạc bộ Digiken là Koichiro, Shun, Chisato và Miku cũng đã có mặt tại cơ sở nghiên cứu INET để tìm hiểu về những bí mật công nghệ cao của tổ chức này. Đúng lúc đó, tổ chức xấu xa tới từ chiều không gian khác là Negiregia, dẫn đầu bởi Dr. Hinela, đã mở cuộc tập kích cơ sở này, đồng thời lên kế hoạch tấn công và thôn tính trái đất. Giữa tình thế cấp bách, giáo sư Kubota, nhân sự cấp cao của INET, đồng thời là trưởng dự án Mega Ranger, đã giao Digitizer cho 5 người bạn, đặt cược vào sức mạnh tuổi trẻ, biến họ trở thành những chiến binh để đối đầu với tổ chức xấu xa Negiregia. Để nhận xét về cốt truyện của phim, mình đánh giá Denji Sentai Mega Ranger là một bộ phim tương đối thu hút, nhẹ nhàng và dễ xem. Phim không có cốt truyện lớn xuyên suốt, hầu hết mỗi tập phim, nhóm Kenta sẽ đối đầu và xử lý vấn đề từ một Negire thú. Các tập nghỉ, filler trong phim cũng tương đối nhiều. Những tập phim thắt nút, cao trào của phim khá cuốn hút nhưng không quá nặng đô. Để dễ hình dung, Mega Ranger không thuộc dạng phim nặng nề, nhiều bi kịch như Lifeman, Hurricanger hay Gekiranger, mà thuộc kiểu tươi sáng, vui vẻ, nhẹ nhàng, dễ xem như Gauranger hay Gokaiger vậy. 7 tập đầu của phim chỉ có thời lượng 20 phút, và từ tập 8 đổ về sau thì được tăng lên thành 24 phút rưỡi. Phim có một chút nhược điểm ở 15 tập đầu, với cách vào đề, triển khai tương đối chậm, ít nhiều gây mệt mỏi và nhàm chán cho khán giả xem phim. Phim chỉ thực sự trở nên hay ho và cuốn hút hơn từ tập 16, cũng là cao trào đầu tiên của phim, khi cả nhóm Mega Ranger đứng trước cửa tử vì trúng độc phấn bướm của Negire thú. Thêm vào đó, một vài arc phim và các tập filler giải rác trong phim cũng không mấy thu hút. Song, xét ở mặt tích cực, Mega Ranger là một bộ phim giàu năng lượng và sự tươi sáng của tuổi trẻ. Đồng thời, phim tôn vinh trí tuệ con người trong sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật số, không gian mạng và công nghệ vũ trụ. Một điều khác mà phim làm cũng rất tốt là không chỉ tập trung xoay quanh năm Senshi mà còn thể hiện rõ vai trò hỗ trợ của các nhân viên kỹ thuật, kỹ sư thuộc tổ chức INET. Những người tuy không trực tiếp ra trận nhưng luôn theo sát hỗ trợ cho Mega Ranger trong từng trận đấu. Đây cũng là một trong những bộ phim hiếm hoi phản ánh mặt tối của việc làm người hùng thầm lặng bảo vệ trái đất. Khi danh tính bị bại lộ, làm liên lụy tới những người xung quanh, những người hùng ấy trực tiếp phải hứng chịu búa rìu dư luận, bị kỳ thị, né tránh, trách móc và ghẻ lạnh. Đây là yếu tố rất thực tế và phản ánh khá chính xác mặt trái của xã hội, cũng là điểm sáng mà nhóm đánh giá rất cao ở Mega Ranger. Nhìn chung về mặt cốt truyện, Mega Ranger là một bộ phim khá giàu năng lượng và dễ xem đối với khán giả Super Sentai. Giờ chúng ta điểm mặt dàn nhân vật của phim. Trước tiên là 5 bạn trẻ trường trung học Moroboshi. Đầu tiên là Date Kenta, Mega Red, một học sinh cá biệt của lớp. Vì sở hữu kỹ năng đối kháng điêu luyện, cậu là người đầu tiên trong nhóm được INET nhắm tới để trở thành Mega Ranger. Kenta có tính cách vui vẻ, hoạt bát, lạc quan, ít suy nghĩ trước khi hành động.
Bù lại, cậu có tinh thần nghĩa hiệp, ý chí chính nghĩa và khả năng chiến đấu vô cùng tốt. Bởi sự nhạy bén và có phần liều lĩnh của mình, Kenta nhiều lần tháo gỡ vấn đề cho cả nhóm trên chiến trường, đặc biệt nhất là khi lái Kakatai. Kenta đặc biệt thích ăn thịt nướng. Vào thời gian rảnh rỗi, cậu phụ giúp mẹ làm shipper để kiếm thêm ít tiền ăn vặt. 14 năm sau, Kenta trở thành giáo viên của trường trung học Moroboshi, đồng thời cũng trao quyền năng tối thượng của nhóm Megaranger lại cho băng hải tặc vũ trụ Gokaiger. Kenta chuyển hóa thành Megared, mang sức mạnh từ siêu máy tính với vũ khí đặc trưng là Drill Saber và Batterizer. Tiếp theo là Endo Koichiro, Mega Black, đội trưởng của nhóm Megaranger. Koichiro đồng thời cũng là lớp trưởng, cậu đúng nghĩa gắn mác con nhà người ta trong truyền thuyết. Một thanh niên chăm chỉ, cần cù, thông minh, giỏi thể thao, luôn đứng đầu lớp, tác phong luôn luôn nghiêm túc, kỷ luật. Không ngạc nhiên khi trong nhóm Megaranger, người giữ chức leader là Koichiro chứ không phải là Kenta. Cậu rất chín chắn và nghiêm túc trong việc làm một Megaranger. Không chỉ luôn đôn đốc, uốn nắn các thành viên khác, Koichiro còn nghiêm khắc với chính bản thân mình, luôn luyện tập chăm chỉ, nâng cao thể lực để không ngừng tiến bộ trong chiến đấu. Có thể nói, nếu Kenta mạnh ở sự nhạy bén, liều lĩnh, thì ngược lại, Koichiro mạnh nhờ tính kỷ luật và sự rèn luyện không ngừng nghỉ. Koichiro chuyển hóa thành Mega Black, mang sức mạnh của vệ tinh kỹ thuật số, vũ khí đặc trưng là Mega Rod. Kế đến là Namiki Shun, Mega Blue, cũng là một học sinh rất thông minh trong nhóm. Cậu có niềm đam mê với công nghệ điện tử, nuôi ước mơ trở thành một nhà lập trình đồ họa máy tính. Shun có vẻ ngoài lãng tử và tính tình hơi cộc cằn. Ban đầu, cậu có nhiều hiềm khích với Kenta bởi sự khác biệt trong tính cách và quan điểm sống. Song, sau này hai người đã trở thành một đôi bạn thân và là một cặp chiến đấu vô cùng ăn ý. Có thể nói, Shun là thiên tài lười nhác của câu lạc bộ DigiKen. Tuy cũng rất thông minh và nhạy bén, nhưng cậu không phải dạng mọt sách, thanh niên nghiêm túc như Koichiro. Shun là một nhân vật khá thú vị. Chỉ tiếc ở chỗ, diễn viên Masaya Matsukaze thủ vai nhân vật này có diễn xuất khá dở. Có thể nói là tệ nhất trong mặt bằng chung các diễn viên chính của bộ phim, khiến cho nhân vật này biểu cảm khá đơ cứng, mờ nhạt. Bù lại, Masaya có giọng nói rất cuốn hút, là tiền đề cho công việc Seiju khá thành công của anh sau này. Shun chuyển hóa thành Mega Blue, mang sức mạnh của TV kỹ thuật số, vũ khí đặc trưng là Mega Tomahawk. Thành viên thứ tư là Yogasaki Chisato, Mega Yellow, cũng là một học sinh xuất sắc khác của lớp. Thành tích học tập có thể nói là 1-9-1-10 so với Koichiro. Chisato là một cô gái năng động, vui tươi và hiểu chuyện. Cô có niềm đam mê với nhiếp ảnh và ca hát, ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Chisato là người già dặn, điềm tĩnh và hiểu chuyện. Những ưu điểm này được thể hiện rất rõ mỗi khi cả nhóm đụng độ những vấn đề nan giải, khó khăn. Chisato và Miku là đôi bạn thân trong phim, luôn dính lấy nhau như đôi sam. Trong phim, Chisato được khéo léo xây dựng một vài moment với Koichiro, một cặp học sinh ưu tú vô cùng đẹp đôi với những tương tác nhẹ nhàng và đáng yêu. Chisato chuyển hóa thành Mega Yellow, mang sức mạnh của camera kỹ thuật số, vũ khí đặc trưng là Mega Sling, thêm vào đó là Blade Arm, năng lực chỉ riêng Mega Yellow sở hữu. Cuối cùng trong nhóm 5 bạn trẻ là Imamura Miku, Mega Pink. Giống với Kenta, Miku cũng thuộc dạng học sinh cá biệt trong lớp. Cô có tính cách hồn nhiên, vui tươi, nhí nhảnh, vô tư và mộng mơ. Bởi sự tương đồng trong tính cách cũng như thành tích học tập, Miku và Kenta khá hợp rơi nhau trong những kiểu ăn chơi, hưởng thụ. Song, Miku đồng thời là người khá nhạy cảm và tự ti về bản thân. Cô luôn cho rằng mình hậu đậu, kém cỏi là gánh nặng cho cả nhóm, thậm chí còn từng bất chấp hậu quả để thay đổi bản thân trở nên tốt hơn. Trong phim, Miku dành tình cảm yêu mến đặc biệt dành cho Shun, song lại không được cậu đáp lại. Tới cuối phim, hai người vẫn chỉ là bạn của nhau. Miku chuyển hóa thành Mega Pink, mang sức mạnh của điện thoại kỹ thuật số, vũ khí đặc trưng là Mega Capture. Thành viên cuối cùng của nhóm là Hayakawa Yusaku, Mega Silver. Anh vốn là trưởng dự án Space Mega trên căn cứ mặt trăng của INET, phát triển Mega Voyager, đồng thời là người sáng lập ra các Mega Suit cho nhóm Mega Ranger. Bộ giáp Mega Silver là nguyên mẫu đầu tiên, thiếu đi sự cân bằng về các chỉ số và chỉ có thể trang bị lên người dùng trong 2 phút rưỡi. Vì sự kém hoàn thiện của nó, nên vốn bộ Mega Suit màu bạc đã bị cất kho để bảo quản. Song, vì không muốn lãng phí bộ giáp và khát khao muốn được ra trận trực tiếp đối đầu với thế lực Negiregia, Yusaku đã lén trốn xuống trái đất, đem theo K-Tizer
để biến thân thành Mega Silver và chiến đấu. Yusaku là thành viên lớn tuổi nhất của nhóm. Anh là một thiên tài đúng nghĩa với rất nhiều cống hiến cho tổ chức INET. Song tính cách lại hơi tưng tửng, chảnh mảng, làm việc theo cảm hứng. Anh nhiều lần trốn giáo sư Kubota đi để chiến đấu, không thèm chạy deadline. Song dần dần, cả nhóm Mega Ranger, giáo sư Kubota lẫn giám đốc của INET đều nhận ra tầm quan trọng của Yusaku trong cuộc chiến. Anh chính thức được cho phép trở thành thành viên thứ 6, kề vai sát cánh với cả đội. Sau này, mặc dù đã tự khắc phục được điểm yếu 2 phút rưỡi của bộ Mega Suit, Yusaku cũng chỉ ra mặt chiến đấu trong những tình thế cấp bách mà thôi. Anh là điển hình của một Six Senshi trong thời đại cũ, tuy ra trận không nhiều nhưng lại cực kỳ hiệu quả và cần thiết, luôn cứu nguy cho cả nhóm trong những tình thế ngặt nghèo nhất và rất ít khi bị ăn hành của kẻ địch. Ngoài ra, vì từng là một đầu bếp nên tài nghệ nấu nướng của Yusaku cũng rất ổn. Yusaku chuyển hóa thành Mega Silver, mang sức mạnh của chip máy tính, vũ khí đặc trưng là Silver Blazer. Bên cạnh các chiến binh Mega Ranger, không thể không nhắc đến một nhân vật vô cùng quan trọng, đó là giáo sư Kubota. Ông là nhân viên cấp cao của tổ chức INET, là người thiết kế, vận hành và giám sát dự án Mega Ranger. Việc ông lựa chọn 5 học sinh trường Momoroshi trở thành Mega Ranger ban đầu không hề nhận được sự đồng tình của các lãnh đạo cấp cao của tổ chức INET. Xong, bởi Digitizer đã khóa ADN của 5 bạn trẻ sau lần biến hình đầu tiên, đồng thời bởi sự tin tưởng và sức mạnh của tuổi trẻ, giáo sư Kubota đã theo sát dẫn dắt những cô cậu trẻ tuổi trở thành những chiến binh đúng nghĩa. Giáo sư Kubota là người khá nghiêm khắc, song cũng vô cùng tâm lý. Ông ý thức được rất rõ trách nhiệm của bản thân khi đặt những người trẻ vào cuộc chiến khốc liệt. Ông luôn giúp đỡ hết khả năng để nhóm Mega Ranger có thể cân bằng được giữa việc học tập và chiến đấu. Giáo sư Kubota là hậu phương rất vững chắc của nhóm Mega Ranger. Ông như một người cha của cả đội vậy. Và có một điều có thể chắc chắn rằng, dù có gian nguy, khó khăn đến như thế nào, giáo sư Kubota cũng không bao giờ bỏ rơi nhóm Mega Ranger. Giờ ta sẽ điểm mặt một chút về thế lực phản diện của bộ phim. Neji Regia là một tổ chức xấu xa từ chiều không gian khác, thống trị bởi vua Jabius đệ nhất và được lãnh đạo bởi Dr. Hinela cùng 3 tùy tùng trung thành là Shiborena, Jugande và Bibi Debi. Dr. Hinela khi xưa từng là người của tổ chức INET, giáo sư Samejima, và là bạn thân của giáo sư Kubota. Hai người cùng nhau nghiên cứu về khoa học kỹ thuật và công nghệ vũ trụ. Song, trong một thí nghiệm thất bại khiến cho con gái ruột của mình phải bỏ mạng, ông đã bị truyền thông đả kích một cách gay gắt. Vì quá bất mãn, ông đã tự dịch chuyển bản thân tới chiều không gian Nejire và rồi tha hóa trở thành lãnh đạo của tổ chức xấu xa này. Ngoài sở hữu trí thông minh và tài sáng tạo phi thường, Dr. Hinela là một người mưu mô, nhiều dã tâm và khá cực đoan. Cụ thể ra sao thì các bạn đến xem phim để tìm hiểu kỹ hơn nhé. Về phần các tùy tùng của ông, Shiborena được Dr. Hinela tạo ra, mang hình hài con gái quá cố của ông, Shizuka Samejima. Cô nổi bật với khả năng cải trang và những kế hoạch thao túng tâm lý con người khiến họ tự hủy diệt lẫn nhau thay vì trực tiếp ra mặt chiến đấu bằng vũ lực. Trái ngược với Shiborena, Jugande, chiến binh người máy do Dr. Hinela tạo ra, lại là một tướng lĩnh thiên về giao chiến. Hắn là một tay kiếm đáng gờm với nhiều chiêu thức nguy hiểm, từng gây rất nhiều khó dễ cho nhóm Mega Ranger và đặc biệt là đối thủ khó nhằn của Mega Red. Tiếc là cho tới khi Mega Silver xuất hiện, Jugande bị lùa cho tóe khói, trở thành một báo cát bất đắc dĩ. Cuối cùng trong nhóm tùy tùng là Bibi Debi, thường xuất hiện khi các Nejire thú bị tiêu diệt, tiêm virus biến chúng trở thành khổng lồ để tiếp tục chiến đấu với các Mega Ranger. Ngoài ra, giàn phản diện còn có Gire và nhóm Nejiranger cũng khá thú vị. Nhưng bởi chúng đều xuất hiện vào các hồi sau của phim nên mình sẽ không đề cập tới, để dành sự trải nghiệm này lại cho các bạn chưa xem phim nhé. Nhìn chung, Nejiregia để lại ấn tượng là một nhóm phản diện mưu mô, thông minh, sở hữu nhiều kế hoạch hiểm độc, không từ thủ đoạn, gây ra nhiều khó dễ cho nhóm Mega Ranger. Nhân vật có lẽ cũng là điểm sáng lớn nhất của series này. Hầu hết từ chính tới phụ đều có tính cách cụ thể và được xây dựng rất tốt, có một đất diễn phù hợp, để lại nhiều thiện cảm đối với người xem. Về phần âm nhạc, Mega Ranger sở hữu một bài opening là Denji Sentai Mega Ranger và hai bài ending. Đầu tiên là Kinose Kana, dùng trong tập 1 đến 21 và 31 đến 51. Thứ hai là Bomb Dancing Mega Ranger,
dùng trong các tập nghỉ hè của Mega Ranger từ tập 22 đến tập 30. Ngoài ra, còn có một phiên bản tiếng Anh của bài opening mang tên Mega Ranger The Cyberdelics, sử dụng trong tập 44 của phim. Các bản BGM được sử dụng trong phim khá sôi động, được thể hiện bằng đa dạng các loại nhạc cụ như kèn, trống, piano, guitar và có cả nhạc điện tử, với nhiều mood nhạc khác nhau, phù hợp với không khí của bộ phim. Phần hành động của Mega Ranger tương đối ổn, những trận chiến khá đã mắt và chỉ đạo võ thuật tốt. Khâu chiến đấu bằng gắt tai thì hơi nhàm chán bởi thời lượng khá ngắn và cũng lặp lại động tác khá nhiều. Kỹ xảo trong phim thì không được tốt và đẹp mắt cho lắm. Nhưng dù sao, với một bộ Sentai được chiếu vào năm 1997 thì cũng không thể đòi hỏi quá cao được. Giờ chúng ta cùng điểm qua một vài thông tin bên lề mà chúng mình đã góp nhặt được trong phim nhé. Mega Ranger là Sentai cuối cùng có cỗ máy gắt tai chính, không cấu thành từ 5 bộ phận đặc trưng lái bởi 5 Senshi là Galaxy Mega. Ban đầu, phim được dự tính lấy đề tài trọng tâm là vũ trụ với tiêu đề là Giga Ranger, sau đó được chuyển thành khoa học kỹ thuật và học đường. Đề tài vũ trụ sau này được sử dụng cho bản chuyển thể của Mỹ là Power Rangers in Space. Dòng chữ Titan Up Reality Gangster xuất hiện trong cảnh biến hình của nhóm Mega Ranger là sự kết hợp từ tiêu đề của 3 bài hát trong album mang tên Electronic của nhóm nhạc cùng tên tới từ Anh Quốc. Âm thanh xuất hiện của chiến hạm Death Negiros là âm thanh TARDIS của phim Doctor Who, một series phim truyền hình khoa học viễn tưởng khá nổi tiếng của Anh, phát sóng vào năm 1963 do đài BBC sản xuất. Được biết, đài BBC đã cấp quyền sử dụng âm thanh này cho Toei. Vậy, trên đây là review của nhóm chúng mình về Denji Sentai Mega Ranger. Nhìn chung, đây là một bộ phim khá hay và đáng xem, với cốt truyện không quá căng thẳng, nhiều bi kịch. Ngược lại thì rất giàu năng lượng, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đồng thời phản ánh được cả những mặt tối của xã hội, của việc làm anh hùng chiến đấu bảo vệ cho mọi người. Dàn nhân vật trong phim được xây dựng rất tốt và có thiện cảm. Âm nhạc và hành động được đầu tư khá tỉ mỉ. Phim cũng đem đến rất nhiều, đa dạng các trang thiết bị hỗ trợ và cỗ máy chiến đấu cho nhóm Mega Ranger, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ kỹ thuật, đề cao trí thông minh và thành quả nghiên cứu của nhân loại. Đây là một bộ phim mà nhóm chúng mình rất khuyến khích các bạn nên tìm xem, đặc biệt là những bạn mới tiếp cận với Super Sentai. Bài review tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nhớ để lại bình luận, like và share cho nhóm nhé. Mình là Kai Toki của RTK Media. Xin chào. Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!